Vâng, con xin chào tất cả quý vị và các bạn ạ. Hôm nay là một ngày mưa và tôi nghĩ là sắp vào thu rồi đấy ạ. Vì thế cho nên hôm nay chúng tôi sẽ lên một series những mẫu chậu cao trong gốm nhà chúng tôi ạ. Và đầu tiên thì tôi xin giới thiệu và xin được trưng bày với các bạn và quý vị một chiếc mẫu chậu cao, mẫu chậu vuông cao ạ. Đây ạ. Mẫu chậu vuông cao này thì có kích thước phủ bì là 17 nhân với cả chiều cao 30. Kích thước lò lòng của em nó là 13 và chiều cao lò lòng của em nó là 28 ạ. Một kích thước khá là cao đấy ạ. Và chiếc mẫu chậu này của chúng tôi thì chúng tôi xin báo giá là 313.000 cho mẫu chậu vuông cao này ạ. À, mẫu chậu thứ hai thì chúng tôi xin xin lên thêm một chiếc mẫu chậu vuông cao nữa. Khá là giống với chiếc chậu kia, tuy nhiên thì chậu này nó cao hơn và to hơn đấy ạ. Đây ạ, nó khá là giống. Mẫu chậu vuông cao này là của gốm hoàng ạ, vì thế cho nên kích thước của nó rất là đẹp và chắc chắn lắm đấy ạ. Tôi xin báo kích thước của em nó, kích thước phủ bì của em nó là 23 nhân với cả chiều cao 40, còn kích thước lọt lòng của em nó là 20 nhân với cả chiều cao 37 ạ. Mỗi chậu này thì chỉ nhỉnh hơn chiếc chậu kia một chút thôi, đó là 580.000 cho mỗi chậu này ạ. 580.000 cho một chiếc mỗi chậu vuông cao có chiều dài ở chiều cao tận 40 lận. Mỗi chậu thứ ba thì chúng tôi xin giới thiệu một chiếc mẫu chậu khá là lạ mắt ạ, với màu men rất là lạ luôn ạ. Đó là một màu men trắng mà tôi nghĩ là ít cái loại gốm nào có màu men trắng như thế này đấy. Và chiếc mẫu này là mẫu lục giác. Lục giác đây. Như sao thì sao bao tiền? Chiếc mẫu chậu này của chúng tôi là 900.000 cho một mẫu chậu này. Và hiện và bây giờ thì tôi sẽ báo kích thước cho quý vị nhé. Mẫu chậu này của chúng tôi có kích thước phủ bì là 32 nhân với cả 28 và chiều cao phủ bì của em nó thì là 36 cm ạ, khá là cao đúng không ạ? Kích thước lò lòng của em nó thì là 24 nhân với cả 22 và chiều cao lò lòng của em nó thì là 32, khá là xuất sắc đấy ạ. Và mẫu chậu này của chúng tôi thì có màu men rất là lạ, màu men màu trắng, và xung quanh thì có đây ạ, có rất là nhiều hình nổi, hình cây rồi hình người, hoa này. Và mẫu chậu này của chúng tôi xin được báo giá là 900.000 cho một chiếc chậu lục giác cao như thế này và đẹp như thế này đấy ạ. Tiếp theo là mẫu chậu cuối cùng của chúng tôi. Tôi xin lên một mẫu chậu cuối cùng trong ngày hôm nay và sau đó thì tôi sẽ mẫu chậu này của chúng tôi thì là cao, rất là cao đúng không ạ? Và bây giờ thì tôi xin đo kích thước của nó nhé. Kích thước của em nó, kích thước phủ bì là 47 nhân với cả 41 và chiều cao của em nó thì là 50 đấy ạ, khá là cao. Kích thước phủ bì của em nó là 38 nhân với cả 33 và chiều cao phủ bì của em nó là 44 ạ. Em nó có cái chân rất là cao ạ và nó chắc chắn lắm luôn ạ. Mỗi chậu này thì chúng tôi xin báo giá là 1.465.000 đồng cho một mẫu chậu cao như thế này ạ. Đây, tôi sẽ quay một vòng cho mọi người xem được hình nổi, hoa văn nổi trên chậu này nhé. Rất đẹp đúng không ạ? Cả cái chân cũng rất là xinh. Chúc quý vị, bác con Việt Nam xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị quý vị hãy like, share và đăng ký cho kênh của chúng tôi nhé. Chúc quý vị một ngày tốt lành và vui vẻ. Các con xin chào.